cầu nó ghi. Nhưng cuối cùng thì Quang Kỳ đã. Sau đó là cú dứt điểm này, một bóng khá nguy hiểm. Việt Dũng rất khéo, anh cũng qua thêm một người nữa, sau đó mới thực hiện đường chuyền, một sút từ xa. Lại là một bàn thắng nữa của Nam Sắt ở giải đấu năm nay, rất bất ngờ. Khả năng phát Nam Sắt, tỷ số đã được mở dành cho Khánh Điền trong trận thi đấu bán kết hai. Savi rất bình tĩnh. Tuấn Anh, Nam Sắt đã chạm được vào bóng nhưng không thể cán phá được. Văn Thuận và Tuấn Anh không vào. Một tình huống phản xạ rất nhanh của thủ môn Tuấn Anh. Vào rồi. Đức Hòa không có một sai lầm nào. Lần này thì Đức Hòa đã đánh lừa được thủ môn Quang Huy. Nam Sắt không vào. Đúng là những cầu thủ trẻ đã thiếu đi đó là những sự bản lĩnh. Lần này thì Văn Linh lại sút ra ngoài, không hiểu sao
Cầu thủ chúng ta lại nặng nề như thế. Chân trái không vào. Cú sút quá đơn giản của Mạnh Hùng. Liệu có giúp cho Khánh Tiên vươn lên hay không? Đúng là như vậy. Rất quyết đoán với một cú úp mù cực căng ở giải đấu của Yên Khánh. Và đây là quyết Cavani. Không vào. Và cuối cùng thì Khánh Tiên vẫn là đội bóng có mặt trong trận chung kết. Rất đáng tiếc cho Khánh Thủy, họ đã hai lần có được lợi thế trong loạt sút luân lưu này. Nhưng dù gì thì chẳng nữa, Khánh Tiên chúng ta có thể thấy họ cũng hoàn toàn xứng đáng hơn một chút so với Khánh Thủy. Nam Sắt là người hùng, thực sự là người hùng trong trận thi đấu này. Với những tình huống cản phá thành công,